À, tiếp tiếp hôm nay tôi sẽ làm tiếp một cái video demo for chứng minh nhân dân cũng như là cà vẹt hoặc là bảo hiểm. Đầu tiên ta cũng chọn là A4, tiếp theo vào mục edit stamp. Ở đây ta chọn edit email, double copier. Ok. Rồi, ta vẫn chọn là full size. Rồi, đây là chứng minh và cái cà vẹt đặt vào đây. Rồi, nhấn start. Rồi, ta đảo mặt của cái chứng minh, ta để ngược mặt dưới ngược lại ngay ngay cái vạch chia tờ giấy A4. Đây là kết quả. Này tao phô một lần double lên. Cái trên chứng minh là sẽ được hai cái, ta sẽ được hai cái. Rồi mình trong ta chỉ cần gấp đôi lại như thế này. Rồi cắt đây. Ta sẽ được 4 cái.